Alo, anh nè, em dậy chưa? Anh sắp về rồi đây, chuẩn bị nhận quà nhé. Em biết rồi, gặp Baby. anh sau nhé. Dậy, dậy mau. Không được nói gì, nghe chưa? Đồ của tôi. Em bảo anh tới mà. Ai? Thả tôi ra. Không, tôi gọi cảnh sát đó. Thả tôi ra. Sao lại ly hôn? Sao hả? Cô còn giả vờ sao? Em đã hết lòng chăm sóc cả anh và con. Em còn từ bỏ sự nghiệp của mình. Anh nói đi, em đã làm gì sai chứ? Ai chụp vậy? Phải cô không? Phải, nhưng không như anh nghĩ. Tôi không muốn nghe. Giữa em và anh ta chưa xảy ra chuyện gì cả. Cô bảo tôi phải làm sao? Tụi em trong sạch mà, cô im đi. Hà Tĩnh Đinh, cô ra đây. Gì vậy? Khốn nạn. Sao cô dám giằng như với chồng của bạn tôi hả? Đồ gái điếm. Đừng đánh nhau, hai người làm gì vậy? Tóc của tôi. Đừng, đừng đánh. Mình ơi, mình ơi, dậy đi, muộn rồi. Mình ơi. Con à, dậy mau, muộn rồi, muộn rồi. Mau dậy nào. Ngoan lắm. Chui đầu qua trước. Xong rồi. Mau nào. Mẹ ơi, hôm nay chủ nhật, sao lại đưa con tới trường? Thẻ của em hết tiền rồi. Anh biết, nhưng em mới mua có hai cái giỏ sách à, chưa thấm gì cả. Em tính thế nào? Em sẽ tới Ý. Liên hoan phim gì ở Ý? Tuần tới có show thời trang lớn ở đó, chỉ toàn các nhà thiết kế nổi tiếng thôi. Làm trang web chia sẻ clip, đương nhiên là muốn có hàng độc rồi. Xin lỗi, chúng tôi là phóng viên của báo thời trang mới. Chúng tôi đang khảo sát về những cuộc hẹn nhàm chán. Cho hỏi hai người kết hôn chưa? Tôi không biết cô ấy, tôi không biết anh ấy. Hiểu rồi, cùng chụp một tấm nhé. Đứng sát vào nào. Chụp đi, chuẩn bị nhé. Tôi đâu có biết cô ấy, tôi đâu có biết anh ấy. Không sao, cứ nhìn vào máy đi. Một, hai. Thả lỏng.
quay sang phải, giữ thăng bằng, dướng người về phía trước, từ từ xoay người, nhướng người lên trên, đưa hai tay lên, từ từ hạ xuống. Đồ gái điếm, dám quyến rũ chồng tôi, không biết tôi là ai hả? Lần này là cảnh cáo thôi, lần sau là tôi tạt axit đó. Đi đứng cẩn thận chứ. Tôi nghĩ lần này Mỹ Vân gặp rắc rối to rồi. Tớ lo cho cậu ấy quá. Mỹ Vân sẽ ổn thôi. Nếu sự thật không phải vậy thì cậu ấy đã khóc lóc rồi. Chào mọi người, tôi là Hạ Tịnh Đình, vừa tham gia lớp học yoga. Tôi định mua vài bộ đồ yoga. Hai người có lời khuyên nào không? Tham gia cũng được đó. Không thì cô đi may. Đừng nghe, ta không theo kịp cậu ấy đâu. Cậu ấy chỉ thích xài hàng hiệu thôi. Cô có thể mua sao kẻ trên mạng. Vậy sao? Lên mạng mua gì cũng có. Thức ăn, đồ dùng, đồ điện tử. Cô muốn mua gì thì cứ nói tôi. Chúng ta có thể mua theo nhóm sẽ rẻ hơn. Được, cảm ơn nhé. Hai người vui vẻ nhé. Tôi đi đây. Tạm biệt. Tớ có bạn trai rồi. Anh ấy là người Đài Loan. Body chuột. Giọng nói rất lôi cuốn. Lần này tớ nghiêm túc đấy. Tớ biết lần nào cậu cũng nghiêm túc cả. Cậu nên ăn mặc giản dị một chút. Đừng để anh ấy hiểu rõ cậu quá sớm. Cậu đợi bao lâu rồi? 28 phút. Cậu dính đòn rồi. Nếu một người không thích cậu thì sẽ không tới trễ đâu. Tớ có nên gọi không? Không. Nhất định không. Đừng tỏ vẻ cậu thích cô ấy. Nhớ kỹ đấy. Cậu nghĩ cô ấy sẽ ăn mặc thế nào? Không phải kia chứ. Xin lỗi, em tới trễ. Không sao, không sao. Ta đi nhé. Ừ, đi thôi. Nhìn cái gì thế? Anh muốn ăn gì nè? Số máy quý khách vừa gọi hiện không thể liên lạc được. Hãy để lại tin nhắn. Anh à, chúc mừng anh thắng giải thưởng thiết kế. Em làm nhiều món, đợi anh về ăn đấy. Về sớm nhé. Paris à, em đã từng đến quán cà phê có cối xay gió bên ngoài chưa? Rồi. Hè năm ngoái, anh đã ở đó đợi một người bạn. Không ngờ là Woody Allen ngồi ngay bên cạnh anh. Woody nào? Anh ấy cũng làm cùng ngành với anh à. Anh ấy là một đạo diễn người Mỹ và cũng là biên kịch nổi tiếng thế giới. Ước mơ của anh là trở thành một người như anh ấy. Năm nào anh cũng đưa người yêu đi du lịch. Để tới khi già là đi hết một vòng thế giới. Anh có vẻ quan tâm tới người yêu nhỉ? Cô Paris thân, cô có muốn du lịch vòng quanh thế giới với tôi không? Mẹ ơi, con đói rồi. Khi nào bố mới về? Số máy quý khách vừa gọi hiện không thể liên lạc được. Hãy để lại tin nhắn.
Muộn rồi mà bố vẫn đang làm. Chúng ta ăn trước nhé. Nào, để mẹ lấy cho nhé. Em chưa ngủ à? Sao anh không trả lời điện thoại? Công ty đoạt giải thưởng nên bọn anh ra ngoài ăn mừng. Nhà hàng ở tầng hầm nên không có sống. Em làm nhiều món quá, giờ phải đổ đi. Còn còn thức không? Muộn thế này tụi nó ngủ cả rồi. Mình cũng đi ngủ thôi. Em ngủ trước đi. Anh phải gửi vài email. Xin lỗi, bên nữ đông người quá. Anh có thuốc không? Cảm ơn. Chào cô. Tôi mời cô một ly nhé. Paris. Anh muốn nói điều này. 这是